Xin thưa bà con cô bác, sáng nay bà mẹ đứng mua cà phê thì thấy có một cái một bác thân quen của bà mẹ cô, bác ca cây đặng nè bà con, 2769. Bác này theo bà mẹ lâu lâu lắm rồi bà con, mà hôm nay bác mới nói chuyện. Chào bà mẹ cô, lâu quá không có trò chuyện với bà mẹ cô rồi. Hôm nay tôi có một số việc cần bà mẹ cô giúp, vì tôi nhớ không nổi nên mới nhờ đến ba Michael cho tôi hỏi rạp Long Vân ở đường nào. Wow, cái cầu này khó nha. Rạp Thanh Vân thì nằm ở trên đường Lê Văn Duyệt thì ba Michael biết, còn rạp Long Vân ở đường nào không biết, có bà con cô bác nào nhớ không, giúp hỗ trợ giúp ba Michael với. Cho tôi hỏi rạp Long Vân ở đường nào. Rạp ở đường Nguyễn Văn Học là rạp nào? Rạp ở đường Nguyễn Văn Học, ở đường Nguyễn Văn Học thì nó chỉ có một cái rạp này gỗ rừng ung bú á bà con. Không biết có các cô chú anh chị và các bạn nào biết không, nhắc giúp bà mày cầu luôn. Và rạp Minh Châu có phải nằm ở đường Trương Minh Giảng không? Rạp Minh Châu, rạp Minh Châu không biết có phải nằm ở đường Trương Minh Giảng không bà con. Bà mày cầu nhớ đường Trương Minh Giảng nó có một cái rạp mà nó nằm ngay chỗ cái giáo xứ vườn xoài vậy bà con, gần cái khu mà giáo xứ Bùi Phát á. Xin cảm ơn ba Michael và chúc ba Michael có nhiều sức khỏe và gia đình thật hạnh phúc. Thật ra ba Michael cũng rất là hạnh phúc luôn á, khi hôm nay được nghe bác nói chuyện. Ba Michael còn một bác nữa, ba Michael còn một bác nữa mà cũng giống như sư phụ của ba Michael nữa, không biết chừng nào bác mới comment lại. Rồi thôi giờ mời bà con cô bác lên xe nha, mình sẽ đi chơi đi dạo. Thì bác ca cây đặng này á, quen với ba mẹ cô lâu lắm rồi bà con, nó không phải tính bằng tháng nữa mà tính bằng năm á bà con. Mà ba mẹ cô cũng đang chờ khi nào mà bác về để ba mẹ cô được đi ăn bánh canh cua với bác. Vậy là bác có 3 câu hỏi đó bà con, thì không biết có các cô chú anh chị và các bạn nào có thể hỗ trợ được ba Michael hay không. Thứ nhất là rạp Minh, rạp Long gì đó, rạp Long Châu đó, rạp Long Vân, rồi rạp Minh Châu, với lại một cái rạp gì nằm trên đường Nguyễn Văn Học đó bà con. Bà con cô bác nào có biết thì bà con bác nhắc giúp ba Michael cho bà con. Rồi giờ mình lên đường mình đi chơi. Thì xin thưa bà con bác, ba mẹ gọi đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Văn Luôn, đường Hồng Giang. Hồi xưa là đường Thiệu Kỵ á. Còn bây giờ là 7 giờ 40 phút ngày 20 tháng 9 2021. Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần. Mình đi coi coi. Xin thưa bà con bác, ngày hôm qua buổi chiều hôm qua là ba mẹ gọi đã nhận được nút bạc rồi bà con. Ba mẹ gọi vui lắm. Ước mơ của những người làm YouTuber là để đạt được cái phần thưởng này nè bà con. Thật ra phần thưởng này không có tiền nha bà con, nó chỉ là một cái biểu tượng để mình chèm treo trên nhà thôi, nhưng mà đó là một cái sự ghi nhận thành quả của một người YouTuber. Và đa phần là làm các YouTuber làm về Sài Gòn thì tới nút bạc là hết rồi bà con. Ba mẹ còn chưa thấy một cái YouTuber nào ở Sài Gòn này mà có được nút vàng cả. Còn cái chuyện mà nút vàng mua thì thiếu cha gì, xin thưa bà con cô bác, nút vàng mua dễ lắm, giờ ba mẹ còn mua nút vàng cho ba mẹ còn cũng được thôi. Còn cái chuyện mà mình kênh mình thực lực mình á, hồi xưa đó bà con cô bác có biết không, lúc mà YouTuber còn cho ẩn cái nút mà thể hiện người đăng ký kênh á, xin thưa bà con cô bác nhiều chiêu trò lắm. Bấm ẩn đi cái người đăng ký rồi sau đó đi mua cái nút vàng về treo lên, cái trời ơi ai cũng tưởng trời ơi kênh này dữ quá, kênh này có nút vàng rồi. Nhưng mà xin thưa với bà con, đây là bot Nguyễn Văn Tố nè, cầu Hậu Giang. Cho đến hiện tại thời điểm này luôn nha bà con, tất cả các YouTuber mà làm về đường phố, ba mày ngồi dám khẳng định với bà con bác, chưa có kênh nào mà đạt được nút vàng cả. Hồi đó thì ai cũng nghĩ rằng trời ơi kênh này nó dữ quá, kênh này nó cắt nút vàng rồi, thậm chí họ chụp cái nút vàng họ xe xô lên luôn. Nhưng mà không phải nha bà con,
tại vì cái đường làm về đường phố này nó kén khán giả lắm, đặc biệt là ba mẹ gò nữa. Ba mẹ gò làm về Sài Gòn xưa nó lại càng kén nữa nha bà con. Đa phần là các cô chú anh chị và các bạn nước ngoài thì mới thích thôi, chứ các bạn trẻ trẻ ở đây là hầu như là vô chửi ba mẹ gò, còn không thôi hả là gán cho ba mẹ gò thêm một cái danh từ nghe phát chán lắm. Thì để nói vậy là để cho bà con bác biết đối với ba mày còn cái nút bạc nó khó cực kỳ ở nào, không phải muốn lấy là lấy đâu. Còn mà ba mày rồi giờ làm mấy cái video mà nói chung muốn nút vàng cũng dễ ợm gì, không phải là Sài Gòn hay Việt Nam mình cũng có nút vàng mà coi nhiều luôn nữa, nhưng mà mấy cái video mà nói chung mình không muốn nói đó, muốn nút vàng cũng dễ lắm, làm mấy video nhảm cái tạo xì canh đa lên cái là ra nút vàng liền. Hoặc là mấy cái video về tin tức các bạn ạ, nút vàng dễ lắm. Rồi giờ mình đang đi, ba mẹ gọi đang ở đây là đường chợ lớn mới nè. Sáng nay mình không biết đi đâu thì thôi bà con cô bác cứ đi theo với ba mẹ gọi đi. Ba mẹ gọi trước mắt là có ba cái điểm rồi đó bà con. Rạp thứ nhất là rạp Long Vân, thứ hai là rạp Minh Châu, thứ ba là cái rạp bên kia tới Nguyễn Văn Học xa dữ ta. Wow, xa quá. Để coi ra bây giờ để mình đi sao ta. Trời ơi, bác hỏi ba phé ba nơi vậy ta. Wow, hỏi cái kiểu này chạy sao ta. Giờ để ba mẹ gò nhắm cái lộ trình nha. Giờ rạp Long Vân trước đi. Ba mẹ gò nhớ đang đoán thôi nha, rạp Long Vân hình như nó nằm ở quận 3, không biết phải không nữa. Thì bà con cô bác nào có biết thì bà con cô bác hỗ trợ giúp ba mẹ gò. Rồi nếu mà ba mày gò đi quay sai để ba mày gò đi quay lại cho bác. Rồi chính thức ngày hôm nay ba mày gò có cái kênh có nút bạc rồi, cho nên bà con cô bác nào mà có cần ba mày gò đi quay, đây là coi như là một món quà ba mày gò xin dành tri ân cho các cô chú anh chị và các bạn. Hoàn toàn miễn phí nha bà con ha. Ba mày gò sẽ không có thu phí bất cứ một cái gì cả, kể cả cũng không hỗ trợ luôn. Cái tính của ba mày cò thì bà con cô bác đi theo rồi, con cô bác biết rồi đó, nó bà gai nó ngang lắm. Bà con cô bác muốn cho tiền ba mày cò thì để dịp khác cho, chứ đừng có nhờ ba mày cò này xong rồi xong đó lại cho tiền ba mày cò, cho kiểu đó thì ba mày cò không có nhận đâu. Thiệt, ba mày cò nói thật á, có nhiều các cô chú bác nói rằng đó nhờ nó giúp đỡ là phải cho tiền đó, à không, từ đó giờ ba mày cò chưa bao giờ mà làm để kiếm tiền nha bà con. Làm ba mẹ gò làm gì cái tình cảm của mình với dành cho các cô chú bác thì ba mẹ gò làm nó tốt hơn là ba mẹ gò làm rồi để ba mẹ gò kiếm tiền. Rồi các cô chú anh chị và các bạn mà có thương tình đó, thì muốn cho ba mẹ gò thì hãy đợi dịp khác mà cho à, cho ba mẹ gò vì ba mẹ gò thích và con cô bác ủng hộ ba mẹ gò bằng cái tình cảm mà con cô bác, chứ đừng có ủng hộ ba mẹ gò bằng cách là nó làm cho tôi rồi tôi trả tiền cho nó à, tại vì ba mẹ gò không có đến nỗi mà thiếu tiền mà phải đi làm mấy cái chuyện đó để đi kiếm tiền đâu. Rồi bên tay phải ba mày gò đây nè là chợ Bình Tây, mình đi dạo vòng chợ Bình Tây đi, lâu quá không có đi theo cái kiểu mà đi theo điểm á, cho nên ba mày gò cũng bối rối. Bác vừa mới nhắn tin tức thì luôn á, cho nên ba mày gò chưa có sự chuẩn bị. Còn hôm nay mà nếu mà đi chưa được thì để ngày mai đi, nhưng mà ba mày gò xin thông báo bà con bác á, chủ yếu là nhân dịp ba mày gò có được cái nút bạc cũng là một cái hành động ba mẹ gò xin tri ân tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Thì ba mẹ gò sẽ nhận đi quay hết tất cả những cái gì mà các cô chú anh chị và các bạn yêu cầu ha, trong 10 ngày sắp tới ha, từ ngày 20 cho đến ngày hết tháng 9 này đi,
ha. Các cô chú anh chị và các bạn có muốn yêu cầu hay là muốn nhờ giúp đỡ ba mẹ cầu giúp đỡ cái gì, đi quay lại nhà xưa hay là đi tìm lại những cái địa điểm xưa hay cái bất cứ thứ gì trong khả năng của ba mẹ cầu thì xin thưa bà con bác, ba mẹ cầu sẽ sẵn sàng làm ngay ha. Và xin thưa với bà con bác, việc ba mẹ cầu hoàn toàn là miễn phí nha, bác cô chú anh chị và các bạn sẽ không mất bất cứ một khoản chi phí nào cả. Ba mẹ cầu xin nói trước nha bà con, ba mẹ cầu không thu phí trong vấn đề mà ba mẹ cầu đi làm giùm ha. Và để cái chuyện này nó cũng đã có xảy ra rồi thì xin thưa với bà con bác, những cái gì mà nó đã xảy ra rồi thì nên ba mẹ cầu trước khi làm, ba mẹ cầu sẽ dặn trước để bà con của bác đừng có buồn hay là đừng có tự ái. Thứ nhất đó là khi mà ba mẹ cầu đi quay thì sẽ chắc chắn là sẽ có nhiều người vào xem, thì trên của ba mẹ cầu, kênh của ba mẹ cầu nó cũng có thượng vàng hạ cám lắm, có những người thương yêu ủng hộ ba mẹ cầu mà cũng có những kẻ mà nó ghen ăn tức ở à. Nó thấy ba mẹ cầu làm được là bắt đầu nó sẽ nó vô nó cà khịa, nó kiếm chuyện với bà con cô bác á, nhờ người ta tại sao không biết trả tiền hay là cái gì đó. Thì ba mẹ cầu xin dặn lại một lần nữa, ba mẹ cầu làm là với tình cảm và dành tặng cho bà con cô bác, không có đặt nặng vấn đề tiền bạc ở đây nha bà con à. Hoàn toàn miễn phí, bà con cô bác cứ nhờ, và trong khả năng của ba mẹ cầu làm được thì ba mẹ cầu sẽ giúp đỡ, coi như đó là một cái món quà mà ba mẹ cầu xin tri ân à. Gửi đến cho bà con cô bác nhân dịp ba mẹ cầu có nút bạc à, cũng xin cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều à, cảm ơn cái tấm lòng bao dung tha thứ và độ lượng của bà con cô bác. Tại sao ba mẹ cầu nói là sự bao dung tha thứ? Bởi vì cái thằng ba mẹ cầu này nó ba gai lắm bà con, ba mẹ cầu dám nói bà con cô bác rồi, không có cái YouTuber Sài Gòn nào mà ba gai như ba mẹ cầu đâu. Ba mẹ cầu nói thật, cỡ nào nó cũng vợt hết á, cà Việt Kiều nó cũng cà khịa, trong nước nó cũng cà chớn luôn à. Chính là nếu mà các cô chú anh chị và các bạn nào mà không có cái tấm lòng mà bao dung mà tha thứ mà độ lượng cho ba mày cầu là chắc chắn đến thời điểm này là không có bây giờ mà coi được kênh của ba mày cầu á à. Tại vì có nhiều cái thứ nó sốc lắm, thậm chí có nhiều người cho tiền ba mày cầu xong cái ba mày cầu lên nói là cho tiền ba mày cầu không cần. Ba mày cầu nói thật á, hồi đó Việt Kiều gửi tiền về cho ba mẹ cầu nhiều lắm đó, nhưng mà hay gì ba mẹ cầu lên mà ba mẹ cầu nói cảm ơn đó, nhưng mà cái ba mẹ cầu lên mạng cái ba mẹ cầu nói tiền bạc hôm đó ba mẹ cầu nó không cần bằng cái vấn đề là và chia sẻ câu chuyện. Thậm chí có nhiều người gửi ba mẹ bao cho ba mẹ cầu bà con, mỗi một ngày gửi cho ba mẹ cầu $100 cho bà con, trong vòng chưa đầy một tuần lễ ba mẹ cầu nhận gần $600-700, nhưng mà thay vì cảm ơn ba mẹ cầu nói thôi đừng gửi nữa. Tại vì mỗi lần gỡ vậy ba mẹ cầu bị tốn phí cho cái hàng PayPal á, ba mẹ cầu hay phí quá vậy đó. Bà con cô bác có thấy là ba gai như ba mẹ cầu không đó, làm cho những người mà người ta gửi người ta tự ái lắm đó, không gửi nữa. Nhưng mà thật sự ba mẹ cầu cũng muốn vậy á bà con, gửi ít á, tình cảm thì ok, chứ còn mà ba mẹ cầu thấy gửi nhiều quá cái ba mẹ cầu sợ ha. Thứ nhất là sợ các bác tốn tiền, thứ hai nữa ba mẹ cầu thấy tự nhiên cái tiền đó mỗi lần gửi cho ba mẹ cầu $100 là ba mẹ cầu phải trả phí cho cái hàng PayPal nó một đống phí trong đó, mà một đống phí trong đó xin thưa bà con bác nhân ra tiền Việt đó, nó nhiều lắm bà con chứ không phải ít đâu à. Nên ba mẹ cầu thấy nó không đáng cái tiền đó, cho nên ba mẹ cầu nói vậy á à, để cho các bác đừng gửi nữa. À, nhiều người YouTuber mà thấy gì kêu của gì mà đông vậy, mà Việt Kiều gửi về mừng thấy bà nội á, o bế với bà con cô bác chứ gửi tiền cho ba mẹ cầu là ba mẹ cầu nó cà chớn vậy đó. Rồi thì cái gì mà ba mẹ cầu thấy nó từng nó xảy ra rồi ba mẹ cầu dặn trước bà con cô bác à, thì bà con cô bác nào muốn nhờ ba mẹ cầu hay bất cứ việc gì trong khả năng của ba mẹ cầu sẽ giúp đỡ. À, đi về thăm nhà xưa hay là di tích cũ hay là muốn tìm hiểu về cái gì đó về Sài Gòn, còn cái nào mà ba mẹ cầu không biết thì ba mẹ cầu sẽ hỏi các cô chú anh chị và các bạn trên này à, kênh của ba mẹ cầu toàn là thủ công thủ địa Sài Gòn xưa không đó nha bà con. Ba mẹ cầu nói thật á, không biết các kênh khác thì ba mẹ cầu không dám nói, nhưng mà ba mẹ cầu dám cam đoan luôn các thủ công thủ địa Sài Gòn xưa là hầu như là đều coi kênh của ba mẹ cầu hết á. Cho nên bà con cô bác có cái câu hỏi gì hay là có những cái gì mà bà con cô bác không nhớ, bà con cô bác cứ mạnh dạn comment hỏi trên này. Ừ, sẽ có người giải đáp cho bà con cô bác ngay hết luôn
chứ không cần tới lượt ba mấy cô đâu. Rồi bầu trời mấy nay u ám quá bà con. Hôm qua thì không có mưa, nhưng mà hôm qua là bão vô miền Trung đó. Rồi xin thưa bà con cô bác, bây giờ là bão nó vô rồi đó, mà sau này không thấy báo chí gì đăng hết. Mà bây giờ ba mươi rồi chỉ sợ là cái hoàn lưu bão đó bà con, không biết là nước sông nó có lũ nó có dâng lên hay không thôi, sợ lắm. Bầu trời xám xịt kìa, ngày hôm qua còn thấy nắng nha, hôm nay thấy xám xịt luôn. Đây là đường Nguyễn Trãi, đường Phú Hữu. Ở đây có lẩu cá Thuận Kiều nè, khuyến mãi thứ tư, gà quay da giòn. Rồi giờ bạn đi vô rẽ phải ha, vô con đường này là con đường Hồng Bàng. Bên đây hồi xưa là bốt tà lài nè bà con. Bài ba bị gọi nó lộn. Bốt bà Hòa. Một đó là một cái bốt của cảnh sát đặc biệt đó. Còn đây là Thuận Kiều. Đây là tòa nhà ba cây nhang nè. Nó chết từ hồi thập niên 90 tới giờ luôn bà con. Do cái cách phong cách mà nó xây theo cái kiểu Hồng Kông đó, nó không phù hợp với người Việt Nam mình. Và cái tòa nhà này á, được xây là để đón đầu cái làn sóng mà di dân ở Hồng Kông đó bà con. Nhưng mà cuối cùng do chính sách cởi mở sao, cái người dân Hồng Kông người ta không có di dân, thành thử ra là nó chết tới giờ. Nó chết ngay từ cái hình thành cái ban đầu rồi. Tại vì ban đầu á, nó xây ra là nó không dành cho người Việt nha bà con, mà dành cho những người Hồng Kông di dân. Khi mà Hồng Kông được trao trả về lại Trung Quốc á, cho nên khi mà không có xảy ra cái làn sóng di dân đó thì thành thử là nó đã chết rồi. Tại vì cái mục đích nó ban đầu nó xây dựng ra nó không phải dành cho cái người Việt, thành thử ra kiến trúc bên trong rồi cái gì nó không có phù hợp. Nghe nói là trần nhà nó thấp lắm. Rồi ở đây là ngã tư Châu Văn Liêm với Hồng Bàng. Hồi xưa ở đây có một cái tượng đài chiến sĩ vô danh ở đây, tượng đài chiến sĩ vô danh. Cái tượng đài chiến sĩ vô danh này nó tồn tại ở đây là từ năm 1964 rồi. Trước đó nữa thì nó nằm ở trong cái nghĩa trang quân đội Gò Vấp đó. Chính xác là nó nằm ở trên đài Trung Liệt đó. Ngày hôm qua ba mẹ gồ không có đi quay phim được, bởi vì một cái hành vi rất là mắc cười. Sáng ba mẹ gồ ăn bánh ướt xong, cái ba mẹ gồ ra đi mua ly cà phê giống vậy, giống ngày hôm nay nè bà con. Tới lúc tự nhiên cái mở máy lên, nó không lên bà con, nó không lên nguồn. Thế là ba mẹ gồ đi sửa, thì mới phát hiện ra là xin thưa với bà con cô bác, lúc mà hôm bữa trước ba mẹ gồ đi tắm mưa đó, về là cái máy nó bị nhiễm nước, nhiễm từ gì đó. Thành thử ra nó không lên nguồn. Rồi thế là đem đi sấy, rồi vô sợ sấy xong cái giờ chạy bình thường. Cho nên nguyên ngày hôm qua ba mẹ còn không có đi quay phim được. Mà cũng do ý y, ba mẹ còn làm nghề YouTuber này, máy ba mẹ còn nhiều lắm bà con. À ba mẹ còn có nhiều loại máy lắm, nhiều người hỏi ba mẹ còn chọn quay máy gì đẹp vậy mấy. Thật ra giờ ba mẹ gồ cũng không biết nữa. Nói chung là ba mẹ gồ hãng nào hiệu nào ba mẹ cũng có. Bà con cô bác thử tưởng tượng đi, 8 năm làm YouTube thì biết bao nhiêu cái máy. Cho nên là nhiều máy lắm. Mà giờ do ý y á, ba mẹ gồ không có đem theo. Thậm chí Leica cũng có luôn.
mà giờ do thành phố cấm live cam rồi cho nên ba mẹ cậu bay cũng được. Rồi đây là y khoa đại học Đường năm xưa nữa, bây giờ là đại học y dược. Bên tay phải này là bệnh viện đại học y dược nè. Toàn bộ khu này mà hồi xưa là nó là dinh xã Tây đó bà con. Bên kia là cái cổng nhỏ nhỏ đó. Cái cổng đó là cổng nhà thương Hồng Vàng á, cổng số 1 hồi xưa, cổng chính luôn bà con. Bây giờ người ta xây mấy cái cổng bự hơn rồi. Rồi bên đây là hồi xưa là nhà của đại tướng Cao Văn Phiên rồi đó. Bây giờ là nhà thiếu nhi quận 5. Nơi đây hồi xưa là lính dù đứng gác xung quanh dữ lắm rồi. Hồi xưa tất cả các nhà tướng lĩnh mà bảo vệ là hầu như là giao về cho lính dù bảo vệ nha bà con. Lính dù hồi xưa được quan trọng lắm, giống như là một cái đơn vị mà gọi là thiện chiến. Tất cả các yếu nhân là đều do lính dù bảo vệ hết. Khu này là khu nhà thờ ngã 6, chợ lớn. Bên kia là nhà thờ Thánh Nữ Văn Đa. Bên phải đây hồi xưa là chẩn y viện quận 5 nè bà con. Rồi kế bên đây nữa là gần cái khu tòa hành chánh quận 5 đây. Hồi xưa chẩn y viện với lại cái tòa hành chánh nó gần gần nhau không rồi bà con. Rồi bên tay phải nhà tròn tròn này nè, hồi xưa là trụ sở Tổng hội Sinh viên Sài Gòn à, ở đây. Ồ, cái tòa nhà tròn này bây giờ vẫn còn giữ lại luôn nè bà con. Trụ sở của sinh viên Sài Gòn hồi xưa ở đó. Còn đây là công viên Văn Lang nè. Công viên Văn Lang này hồi xưa đó là cái nghĩa địa nha bà con, nghĩa địa của người Hoa. Còn đây là tòa hành chánh quận 5 nè. Kinh Đô bán sạch hết bánh rồi nè. Rồi, Kinh Thu đặt bánh 1 trứng 30.000 cái. Ba mày còn thấy đằng kia nó bán có 20.000 cái mà nó còn ế một đống. Bánh Trung Thu này bán lời lắm. Nhưng mà nếu mà xét theo mà bán theo mùa thì cái lời đó cũng chấp nhận được. Tại vì họ không có bán quanh năm, họ bán chỉ theo mùa thôi. Bên tay phải ba Michael đây hồi xưa là ti cảnh sát quốc gia nè mọi người. Ti cảnh sát, ấy phải ti nữa mà nó không phải là cấp ti đâu nha. Nó là một cái chi á. Mình có thể gọi là post cảnh sát An Đông cũng được. Chứ nó không phải là ti nha mọi người. Cái ti nó cấp độ nó lớn hơn. Còn bên đây hồi xưa là có cái trường Chí Dụng nè. Con đường này đường Nguyễn Duy Dương nè. Bên kia là hội thánh Cơ Đốc. Nhà thờ Cơ Đốc á. Rồi đây là chợ An Đông, mình đi vô mình dạo vòng chợ An Đông thôi bà con ha. Ôi trời, chợ An Đông này bây giờ xây lại rồi bà con, nha, xây lại khác hoàn toàn hồi xưa rồi. Hồi xưa chợ An Đông này bán vàng này cũng nhiều nè, nói chung là cũng giữ nguyên,
Nhưng mà chợ An Đông này hồi xưa có hai khu, khu nhà giàu với khu nhà nghèo. Nhà nghèo bà con bắt biết là sao không? Là có nghĩa là mua vòng vòng bên ngoài chợ á. Hồi xưa cái chợ sập sệ lắm. Còn nhà giàu là vô nhà lòng mua, đó là gọi là nhà giàu. Nó mắc hơn. Giờ là 8 giờ rồi nè. Công trường An Đông. Ồ, sáng này thấy xe vắng ha. Từ từ mới đông. Bên trong sạp đó, người ta còn chưa mở cửa nữa. Thôi vậy làm nay ba mẹ cô đi sớm á bà con. Rồi, đi sớm. Chở bà con bác đi dạo vòng vòng coi chợ An Đông. À, người ta đi ăn nè, phở. Phở bún riêu gì đó. Ngon quá ha. Cháo lầm. Để cho bà con bác đi xem mấy cảnh nè. Cảnh người dân người ta ăn sáng đó bà con. À, đây là gọi là dân lao động đó. Sớm lao động. Khu này hồi xưa là khu bên ngoài này là cũng là khu chợ dành cho người nghèo đó bà con. Bán cá thịt. Khúc này nó giống như hồi xưa. Khu này khu giống như chợ đồ cũ rồi đó. Chợ trời. Hồi xưa chợ trời tiếng Pháp đọc là gì bà con? Hình như là Maxinoa phải không ta? Có một bác đố mà Michael nữa chứ. À, hồi xưa cái khu Huỳnh Thúc Kháng có một cái chợ trời, không biết bà con cô bác có biết không? Xin thưa bà con cô bác, ngày hôm qua đâu đọc tin đó, tự nhiên cái ở đâu dưới Bến Tre bà con, hình như Chợ Lách hay ở đâu nó bị vỡ đê bà con. Trời ơi, nó ngập tràn hết, nước vô hết tới 15 hecta càng trái đó. Đây là có tiệm cơm gà siêu siêu nè. Dòng chợ An Đông rồi đó. Hồi xưa bên đó là hãng kem bánh răng đó bà con. Sài Gòn mình hồi xưa có hai hãng kem bánh răng nổi tiếng lắm. Một cái là Bẹt Lon rồi nè. Bơ Lon chứ. Biết đọc nào đúng nè. À, bà con bác nào thấy bà mày đọc nào đúng, bà con bác comment giúp bà mày còn. Rồi cái Bơ Lon này với lại cái hàng Hinot. Hinot cha 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 đó. Nổi tiếng lắm, của người Việt nha bà con. Cái thương hiệu này đọc giống như tưởng của Pháp nhưng mà thật ra của người Việt. Còn đây là Hồ Tắm Đô Thành nè. Giờ là nguyên cái An Đông Plaza. Đó, xưa là cái hồ tắm. Rồi giờ mình ra tới đây. Bên kia là đường An Dương Vương. Thì con đường đó hồi xưa nó tên là đường Thành Thái. Giờ 30 cầu quẹo trái vô đây, con đường này đường Trần Phú, hồi xưa đó là đường Nguyễn Hoàng.
xưởng khung hình lấy liền. Xin thưa bà con các bác, đây là đường Quỳnh Vấn Đạt, Trần Nhân Tôn với Trần Phú. Hồi đó bên đây là hãng thuốc lá Mít nè. Rồi con đường này đường Lê Hồng Phong, hồi xưa là đường Bê Chút Ký rồi đó. Đây hồi xưa là xóm Bình Khang nè bà con, người ta còn gọi đó là chợ heo lớn nhất Sài Gòn. Đó là hẻm Cây Điệp á, kế bên về Ba Ta. Cái hẻm đó hồi xưa ghê lắm. Đáng lý là bà mày ngồi giật view cái khu này nè, nhưng mà thôi. Cái video này đang giúp đỡ bà con cô bác gây cái hiệu ứng xấu không tốt. Chứ không ba mày cầu giật view lên à. Các cô chú, cho nên ba cái đầu video ba mày cầu mới nói bà con cô bác á, là ba mày cầu rất là xin mà gọi là xin đa tạ các cô chú bác đã có mở cái tấm lòng bao dung độ lượng cho ba mày cầu là chỗ đó ha. Nó có một cái bề ngoài nó rất là xấu xa, một cái tiêu đề, một cái thumbnail nhìn thấy rất là ghê tởm. Ghê tởm lắm bà con. Ba mẹ gò thì đôi lúc ba mẹ gò đọc mà ba mẹ gò, bản thân ba mẹ gò không chấp nhận được mà. Phải gọi là nó ghê tởm lắm. Một cái tiêu đề, một cái thumbnail nhìn mà nó giống như một cái con người vô học đó. Không có ăn học. Nhưng mà ba mẹ gò xin cam kết với bà con cô bác là cái tiêu đề, cái thumbnail là chỉ là một cái hình thức mà gọi là nhữ để có view thôi. Chứ còn nội dung của ba mẹ gò, bà con cô bác nào mà chịu coi từ đầu đến đuôi á, chắc chắn là sẽ không có những cái thứ đó rồi ha. Cho nên ba mày gồ mới cảm ơn cái tấm lòng mà bao dung rộ lượng mà tha thứ bỏ qua cho ba mày gồ cái vấn đề đó. Ba mày gồ làm YouTube, thật ra ba mày gồ chỉ có một cái vấn đề đó là ba mày gồ là chưa có thể làm được thôi ha. Vì cái cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền. Đây là trường Phan Xào Nam nè bà con. Cho nên bắt buộc ba mẹ gồ phải khoác lên mình cái lớp áo như vậy. Còn đây nè bà con, đây là cái rạp này. Ba mẹ gồ không biết là có hồi xưa nó có phải là rạp Long Vân hay không, nhưng mà nhớ mang máng là vậy.
nhà văn hóa sinh viên mà. Giờ nó trở thành nhà văn hóa sinh viên. Nhưng mà ba mẹ còn không biết có phải là xưa đó là rạp Long Vân luôn mà con. Bà con cô bác nào có, bà con bác giúp ba mẹ cậu cái. Tự nhiên bác hỏi đùng cái ba mẹ cậu nhớ mang máng gì thôi chứ không biết. Rồi con đường này là con đường Điện Biên Phủ nha bà con. Bên tay trái này hồi xưa là hãng nước hoa đó bà con. Hãng nước hoa tên gì thì ba mẹ cậu quên rồi. Bên tay phải là cây xăng. Còn đây là một cái bệnh viện. Bệnh viện đó tên gì ba mẹ cậu quên luôn rồi. Ngay ngã ba đường Nguyễn Thiện Thuật với đường Phan Thanh Giảng năm xưa. Giờ là đường Điện Biên Phủ. Con đường này cũng có nhiều cái để nói lắm nè. Ở đây có cái ngôi chùa nè, chùa này chùa Giác Minh nha bà con, rất là nổi tiếng, bây giờ vẫn là nổi tiếng ấy. Có một vị thầy ở trong đây nè. Rồi, còn ở bên đây bên tay phải ba mẹ cậu nè, cái chỗ cái căn nhà building đang bị đập rồi bà con. Ha. À, nơi đây là nhà của ông gì mà của hãng lò gạch Đại Tân đó. Rồi kế bên đây nè bà con, đây. Nơi đây hồi xưa là trường sinh ngữ quân đội. Nó hồi xưa là khách sạn Hoàng Cầu á. Rồi đường này là đường Bàn Cờ. Rồi miếu Thành Hoàng bốn cảnh nè. Ông con của ông Lê Văn Duyệt á, con nuôi của ổng. Con đường này là con đường Cao Thắng. Xin thưa bà con bác, bên tay trái ba mẹ gọi đây có một cái rạp. Rạp này là rạp Đại Đồng. Rạp Đại Đồng này nó còn có một cái rạp trên đường Nguyễn Văn Học nữa bà con. Chúng ta đang đi trên con đường này, đường Cao Thắng. Bên tay phải này là bà con, hồi xưa là có nhà báo xanh nè, nổi tiếng bự lắm. Đó bây giờ là Sở Y tế thành phố nè, chuẩn kiểm chuẩn xét nghiệm thành phố. Đây hồi xưa đó là nhà bảo xanh. À, con đường này là đường Cao Thắng. Giờ ba mẹ cậu mời bà con cô bác đi ăn sáng nha bà con. Sáng hôm nay ba mẹ cậu sẽ mời bà con cô bác ăn một cái món đó là bánh canh cua. Biết còn đủ tiền không nữa. À đây là Tam Tông Miếu. Bữa nào ba mẹ cậu sẽ nói về lịch sử Tam Tông Miếu cho bà con cô bác nghe. Quên rồi, để ba mẹ cậu dừng lại cái. Ngán nhất là vô ăn không có tiền. Dạo này tiền bạc eo hẹp lắm bà con. Dạ ba mẹ cậu ngày bỏ tiền vô tôi cũng ít lắm, 100, 200, 250 rồi chắc đủ ăn rồi. Hồi xưa bỏ túi bóp cho ba mẹ cậu là 1 triệu mỗi ngày, không phải 1 triệu mỗi ngày, không phải ngày xài 1 triệu nữa bà con, nhưng mà dạng như là cứ đổi tiền lẻ lấy tiền chẵn á để cho ba mẹ cậu dằn bóp á. Còn giờ dạ ba mẹ cậu để ba mẹ cậu có 250 rồi. Kinh tế dạo này khó khăn lắm. Phở đuôi bò. Phở đuôi bò. Ôi, lần đầu tiên hồi đó ba mẹ cậu ăn cái phở đuôi bò nằm ở trên đường
Như mấy chỗ dân tầng này nè. Trời ơi, đuôi bò ăn ngon lắm mà con. À, phải. Phở móng bò, hồi xưa ba mẹ còn ăn phở móng bò. Rồi giờ mà bà con có bác ghé cái quán này ăn với ba mẹ cậu nha. Cái quán này là cái quán cái gì đó, bánh canh cua cô dần. Mình sẽ ghé qua đó mình ăn mà để cho nó tự nhiên. Ồ, có 55.000 tô à, rẻ quá. Rồi để cho tự nhiên, để ba mẹ cậu ốp máy nha bà con. Rồi xin thưa bà con bác, hiện tại ba mẹ cậu đang ở ngã ba đường Thành Thái với đường Tam Đảo nè bà con. À, hôm nay ba mẹ cậu có việc lên đây mà tự nhiên chạy lên đây, cái chỗ của ba mẹ cậu đó đóng cửa rồi. Thử ra thôi, sẵn tiện ba mẹ cậu móc máy ra à, cái bệnh nghề nghiệp á, ba mẹ cậu móc máy ra, ba mẹ cậu đi quay phim luôn. Mà ba mẹ cậu đang ở đường Tam Đảo đây, bên tay trái này là có một cái ngôi trường này. Trường này là trường Nguyễn Du nè bà con, đúng không? À, đúng rồi, khu này là khu cư xá Bắc Hải. Thì sẵn tiện thì ba mẹ cậu chở bà con bác đi dạo vòng khu cư xá Bắc Hải về đêm luôn ha bà con ha. Trường Nguyễn Du này hồi xưa nó còn có một cái tên nữa bà con, nó còn có một cái tên nữa mà ba mẹ cậu không nhớ. Trường này là trường tiên hội nhập tiên tiến quốc tế nha bà con. À, con đường chúng ta đang đi là đường Đồng Nai. Hồi xưa ở đây là cái cổng sau của cư xá Sĩ Quan Chí Hòa nè. Bây giờ là cư xá Bắc Hải. Đây đây, hồi xưa là nhà của sĩ quan với lại công chức mà cấp lớn ở nha bà con. Có cổng bảo vệ đàng hoàng. Các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa ở đây nhiều lắm. Rồi thì bây giờ Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 20 tháng 9, bây giờ là 6 giờ 35 nha bà con. Rồi đây là ngã tư Bạch Mã. Ở đây thì không biết từ hở nào tự nhiên bây giờ nổi tiếng bán cà phê bà con. Góc đường nào cũng bán cà phê. À, lẩu ngon dành cho tất cả mọi người, lẩu đặc sắc, tiệm lẩu đặc sắc. Ồ, quán ăn giờ cũng nhiều nè, theo phong cách của Nhật thì là sao nè, thấy hoa đào. Đường này đường Trường Sơn. Bên đây là hồ tắm Nguyễn Duy Phương. À, câu lạc bộ bơi lặn. Buổi tối thì ba mẹ cậu chở bà con bác đi xem đường phố thôi, chứ ba mẹ cậu có nói mấy cái địa danh địa sử thì chắc ba mẹ cậu nghĩ bà con bác nhìn qua màn hình chắc cũng không thấy, tại trời tối quá. Rồi mình ra đây là đường này, đường Bắc Hải đó bà con. À, 3T cột đèn. Hồi xưa mình gọi cột đèn hả ta? Cột đèn hay cột điện bà con? À, đây là đường Đức Thánh đi, mình đi vô giáo xứ Nam Hòa. Lò bánh mì Ngọc Mai. Rồi ba mẹ cậu đi đến đây là đường Cửu Long nè bà con. Một bên tay trái mà ba mẹ cậu quẹo vô là chúng ta đi về cái vườn rau Lộc Hưng á. Bây giờ ba mẹ cậu quẹo phải vô lại ha. Ở đó đây là cái cổng nè bà con. Cái cổng này là cái cổng của cư xá Sĩ Quan Chí Hòa. Đây là cái cổng chính luôn nè, nó nằm ngay đây. À, thì đây có bánh xèo Núi Nhạn. Núi Nhạn là ở đâu ta? Xin thưa bà con có bác biết Núi Nhạn ở đâu mà con? Ba mẹ cậu nghe nhớ quen quen lắm mà không biết Núi Nhạn nằm ở đâu. À, chắc miền Trung. À, Bún Bò Huế nè, Quê Mạ, Bủ Long. À, khu này bây giờ cái đường Cửu Long này thì nó lại vắng hơn cái đường bên kia ha. Đường bên kia, ô có phở hủ. Phở hủ này nghe quen lắm bà con. À, quán Phong Lan, Cơm Niêu. Trời, giờ đói bụng quá. Ừ, giờ tự nhiên hát nhắc cái nó đói bụng. À, Phở Bắc Đàn Hà Nội nè.
phở khô Gia Lai nè, bún bò nè, cháo sườn nè, trời ơi, xin thưa bà con cô bác, tất cả những cái món ăn miền Bắc miền Trung là có nằm ở đây hết nha bà con. Rồi, phố cổ nó kìa, trời ơi, đường phố cổ món ngon kìa bà con, ghê chưa. Dịch vụ pháp lý, cái đường này thì đường chính nè, nhưng mà nó không có vẻ, nó không có xôm tụ bằng cái đường ở bên kia. Ở đây thì bây giờ ba mẹ cô thấy hầu như người ta xây lại nhà hết trơn rồi bà con, chỉ có mé gần trên kia thì còn giữ là nhà cổ nè. Bên đây phải này là nhà cổ nè, thấy nhà gạch đá rửa nè, chắc cái này nhà hồi xưa nè. À, hiếm lắm nha bà con, tại vì ba mẹ cô thấy có cái sân ở trên đó. Mì udon tươi, sashimi sushi, cái quán này chắc quán Nhật Bản nè bà con. Ồ, đây là cái khu này Nhật Bản nhiều nha, Nhật Bản bây giờ cũng qua nhiều lắm. Ở đó Hàn Quốc, khu Phú Mỹ Hưng là Hàn Quốc. À, đây phở hành. Ờ, thấy quán ngon á. Phở hành là chắc bỏ hành nhiều lắm. Xin thưa bà con bác, nhắc cái vụ mà Nhật đó bà con. Ba mẹ gồ nhớ là cộng đồng mạng đang dậy sóng một cái chuyện mà có một cái ông giám đốc người Nhật, là ông có những cái phát ngôn mà ông nói rằng là 95% cái gì đó người Việt Nam là không có đạo đức hay là cái gì đó bà con. À, rồi sau đó ông cũng có diễn giải ra là ông nói rằng là những người Việt Nam á, mà ông đã từng gặp á, thì không có đạo đức. À, như thế nào đó. Ừ, cho nên gây ra một cái làn sóng phẫn nộ ghê gớm lắm. Ừ, tại vì cái này nó ôi chào, bút về quá đảo kim tử long kìa. À, ồ, quán này thấy đông quá ha, hoa sơn côi. Ừ, khu này bán đồ ăn quá trời luôn. Thì theo cái ổng mà lý giải đó bà con, ông nói rằng đó là tiêu chuẩn mà đạo đức của bên Nhật Bản nó cao lắm bà con, nó nằm ngoài cái phạm vi, nó rất là rộng ha. Thì cái người mà nhờ ông tư vấn cái gì là để sắp tới đi du học thì ông có nói rằng là đầu tiên là phải có đạo đức ha. Qua bên Nhật là coi như là nói chung là, thì bà con cô bác biết mà, ở Nhật đó là cái văn hóa xếp hàng rồi văn hóa tất cả mọi vấn đề họ đề cao lắm bà con, và họ quy chung đó là cái người đó là người có đạo đức ha. Thì ổng đem cái đó ra, nhưng mà nói chung là bất cứ hình thức gì, nhưng mà cái câu từ mà đạo đức đó bà con, à, ở Việt Nam này nó nặng nề lắm bà con. À, ví dụ giống như một người nào đó mà họ có thể họ làm mọi thứ hay cái gì đó mình không biết, nhưng mà họ mà bị được đặt một cái là một con người vô đạo đức, là con người không có đạo đức đó bà con, là nó cái câu nó nặng nề lắm nha bà con. À, là một cái con người mà giống như là, nói chung là cái từ mà không có đạo đức là nó nặng lắm. Và cái người Nhật này họ cũng có lý giải của họ. Rồi sau đó thì ông này ông xin từ chức bà con, nhưng mà công ty thì cảm thấy rằng là đây là cái vấn đề cái gì gì đó, không chấp nhận từ chức mà quyết định sa thải luôn bà con. Thì đây là một cái vấn đề này thì mình ba mẹ gồ nghĩ thì cũng khép lại ra đây. Nhưng mà có một cái vấn đề này thì thật sự mà nói ba mẹ gồ thấy nó, có một cái điều này thật sự là ba mẹ cô thấy nó cũng, cộng đồng mạng bây giờ bà con cũng đang đi tìm cái người nào mà lại tung cái tin nhắn đó lên trên mạng bà con. Ừ, đang đi tìm ra cái nhân vật đó. Thật sự là cái nhân vật này là nó, theo ba mẹ cô thấy nó còn tội lỗi, nó còn tày trời hơn cái người nói nữa bà con. Đây là một cái câu chuyện mà giữa cá nhân với nhau, và cái người này trước khi đi du học qua Nhật đó, họ xin ý kiến của người này. Thì giữa hai người đang, vấn đề này là vấn đề cá nhân riêng tư bà con. À, thì cái câu chuyện mà người Nhật này họ không thể hiểu, họ không biết được rằng
là cái này cái chơi cái kia mà gọi là đâm sau lưng đó bạn ạ. Cho nên là ba mẹ gọi thấy cái người này đăng lên cái thông tin như thế này là mục đích của họ là cái gì bà con? À, tại vì đây là một cái câu chuyện mang tính cá nhân nha bà con. Mà ở nào mà mình gọi là gì chơi đâm sau lưng bạn á. À, và người Nhật này, cái ông người Nhật này ổng đã không có phòng bị á. Và cuối cùng là cái ổng bị chụp, ổng đưa lên mạng và cuối cùng hậu quả khôn lường nha bà con. Nha, hậu quả khôn lường quá, cuối cùng bị sa thải. Người ta đối xử với mình, người ta chân tình, người ta tư vấn này nọ thì cái câu từ hay là vấn đề gì đó. Nhưng mà một người cố tình tung lên mạng nha bà con. Và cuối cùng hậu quả là người ta bị sa thải. Còn về vấn đề mà bất đồng ngôn ngữ hay vấn đề gì đó thì mình không có can thiệp vô. Nhưng mà nói chung là về cái vấn đề mà nói vậy là mình cũng không đồng ý rồi. Với một cái người Việt Nam mà để nói rằng là 95% người Việt Nam không có đạo đức thì cái đó là điều không thể chấp nhận được. Nhưng mà mình cũng phải nên lên án cái vấn đề là, và đây là cũng một cái vấn đề mà ba Michael cũng xin thông nói với bà con cô bác là thời buổi bây giờ mạng đó, bà con cô bác cũng nên cẩn trọng. Bất cứ thứ gì trên mạng, bà con cô bác nhiều khi bà con cô bác nghĩ rằng là mình hồi xưa mình tâm sự với nó hay là mình gì đó, nhưng mà cũng có thể là bị chụp màn hình đưa lên mạng nha bà con. Thì cái điều này ở đây ba mẹ cũng muốn nhấn mạnh cái vấn đề là trong cái vấn đề mà chat chít qua lại, bà con cô bác nên cẩn trọng cái lời nói của mình. À, đừng nghĩ rằng là ôi đây là những cái lời nói mình chia sẻ, rồi những cái lời nói mình tâm sự, những cái lời nói mình thổ lộ. Nhưng mà bà con cô bác đừng chủ quan. Một ngày nào đó những cái lời mà mình thổ lộ, những lời mình chia sẻ, những cái lời mình nói chuyện, nó sẽ được đưa lên mạng nha bà con. À, người ta sẽ chụp màn hình, người ta đưa lên mạng, và cuối cùng mình trở thành cái tâm điểm của dư luận, hồi nào mình không hay. Và các bà con có thấy không, những cái chuyện mình những là đơn giản như là chơi vui thôi, chỉ là chơi vui thôi, mà cuối cùng cái đồng ra cái tự nhiên bị sa thải, bị mất việc. Và khi mà mất việc rồi thì xin thưa bà con có thấy hậu quả nó ghê không? Tiền đâu sống, rồi sau lưng mình cả một đống đàn con, nhiều khi con cái vợ con này nọ, nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Cho nên là cái người mà đang chụp cái màn hình mà đi chơi xấu người ta như vậy á, cũng nên coi lại cái tư cách của mình. Ba mẹ gò nói thật á, ba mẹ gò không đồng ý cái người Nhật này nói rằng là 95% người Việt không có đạo đức. Thật sự là mình là cái người Việt, mình nghe vậy là mình cũng bực bội lắm. Nhưng mà mình không binh cái đó. Nhưng mà ba mẹ gò cũng nói thật, cũng nên lên án cái người mà chơi cái trò đó, cái trò mà chụp cái màn hình mà tung lên mạng kiểu đó. Chơi cái trò đó, ba mẹ còn nói thật, cái đó giống như chơi bẩn, chơi hèn lắm. Tại sao mình không nói thẳng với cái người Nhật lúc đó người ta đang nói chuyện, nếu mà mình là một cái người Việt Nam nha bà con. Mà khi mà mình nghe người Nhật hay là bất cứ người nào mà nói người Việt mình như vậy, là tại sao mình không dùng cái quan điểm, những cái lý lẽ của mình để mình nói chuyện lại với họ, mà mình lại chơi cái trò hèn nó nổi mình đi. Chắc có lẽ là ông này là giám đốc và nó là nhân viên, cho nên nó không dám nói lại. Và cuối cùng cái nó chụp cái màn hình, nó đưa lên chơi cái trò đó, đối với ba mày gò chơi hèn lắm bà con. Ba mày gò không tán thành. Người Việt Nam mình là cứ đầu đội trời chân đập đất, có là nó cứ nói thẳng. Tại sao mình lại chơi cái trò hèn, chơi bẩn, chơi chụp hình đưa lên mạng để cộng đồng mạng chơi cái đó. Chơi cái đó chơi không có hay. Thì giữa hai người này, ba mẹ gọi nó thật, ba mẹ gọi không thích người nào hết. Thì đó rồi, bà con cô bác cũng nên rút kinh nghiệm trong cái công việc của mình. Chat chít Zalo gì đó, thời buổi này là thời buổi không phải là để nơi là chúng ta thổ lộ tình cảm, rồi bộc lộ, rồi thấy muốn tốt cho nó, rồi giúp cho nó. Có ngày nó quay lại, nó sau lưng mình, nó cắn mình nào mình cũng hay đó bà con. Cẩn thận, nói chuyện cái gì. Thời buổi bây giờ là nó đừng có nghĩ đơn giản, không có đâu, bây giờ phức tạp lắm. Một cái góc nhìn, một cái khía cạnh
chỉ cần bẻ đi một chút xíu thôi. Cho nên ba Michael mới nói bà con các bác á, mỗi lần mà video của ba Michael mà đăng lên nhiều view, ba Michael sợ lắm. Thích thì cũng có thích thiệt á, mừng thì cũng có mừng thiệt á. Đơn giản view nhiều là có tiền nhiều thôi. Nhưng mà bà con các bác theo ba Michael mấy năm nay, bà con các bác thấy không? Những lúc mà kênh của ba Michael mà nó lên view nhiều là ba Michael phá kênh để cho nó rớt view xuống. À, tại sao? Đơn giản là đó, giống như nãy giờ ba Michael nói bà con các bác á. Cũng một lời nói, cũng một góc nhìn, nhưng mà những cái người thương mình không nói gì, mà những người ghét nó họ cắt khúc, họ cắt đoạn, họ chích đoạn, rồi sau đó họ quy cho mình, họ chụp cho mình một cái tội nào đó là thấy mình cũng thấy mẹ mình luôn. Cho nên nó view ít thì chán, mà view nhiều thì bắt đầu nó lo nhiều nha bà con. À, đối với ba Michael là vậy á. Cho nên lâu lâu cái tự nhiên mà view nó lên cả 100.000 view cái là ba Michael kéo đầu nó xuống, kéo đầu nó dễ lắm bà con. Ba mày còn nói thật với bà con bác á, bà con bác xóa video đi, không cần xóa video đó nữa, xóa video nào cũng được, xóa đi cái là tự động rớt view à, rồi thì mình làm lại từ đầu. Cái này ba mày còn nói thì nhiều người mới vô nói hàng này xạo, thì bà con của bác nào mà theo lâu của ba mày còn là bà con bác biết mà phải không? Ba mày còn không có xạo gì hết, mà trước khi làm đều có nói trước hết, có view nhiều thì lo nhiều. À, có hôm bữa anh Thắng á, ở Cali về nói chuyện cà phê, ngồi cà phê với ba Michael á, anh Thắng hỏi á, nó view nhiều vậy ba Michael, ba Michael cũng chia sẻ thật lòng á, view nhiều thích nhưng mà lo lắm. Những cái video giống như ba Michael đăng lên có 2.000 người coi á, mà có 2-3.000 người coi, ba Michael đâu thèm việc Vin là làm gì, mà có về ba có sao quay lên sao đăng lên vậy luôn, không sợ gì hết á. Tại vì 2-3.000 người này là hầu như là coi phim mấy năm trời rồi, gọi là các cô chú bác là thân quen lắm rồi, hiểu tính ba mấy cò lắm rồi. 2-3.000 người à, mà lên cái 100.000 người rồi là xin thưa bà con của bác, video của ba mấy cò về là ba mấy cò phải ngồi nghe lại, lỡ quay một tiếng là cũng phải ngồi mà nghe một tiếng luôn, để coi có những cái lời mình có sơ hở hay không, coi những cái lời nào mà nó có ẩn ý, hay là có những cái lời mà bị kẻ xấu mà nó thể nó đem ra, nó ngồi nó cắt khúc, nó làm cho mình mệt mỏi cái là ba mày còn xóa ngay đó, nó mệt lắm rồi con đó, view nhiều, mỗi lần mà view nhiều là ba mày còn mệt lắm, về ngồi phải ngồi gọi là gì ta, kiểm duyệt nội dung đó. Kiểm duyệt nội dung của chính mình, nhiều khi cái mình lời mình nói nè, ba mày còn nói thoải mái vậy nè, trời ơi, nhiều khi cái lỡ lời mệt lắm, nhiều khi chỉ có một chữ thôi nha bà con, ba mẹ còn từng xóa chỉ có một chữ thôi, ba mẹ còn cũng phải xóa nữa, tại vì nó bị lệch đó. Cái người sai nhiều khi cái ý mình nói không phải là cái gì hết, nhưng mà cái người mà nghe cái tự nhiên họ bị hiểu lệch ý là mình cũng chết bà mình luôn, cho nên ba mẹ còn phải xóa. Rồi mà video mà có 2-3.000 người coi này thôi, ba mẹ còn có sao ba mẹ còn quăng lên đại vậy luôn đó. Tại vì đâu có ai rảnh đâu ngồi soi mình. Ba mày còn sợ nhất là những người ngồi soi đó bà con. Trời ơi, họ soi mình mệt lắm. Họ soi từng lời, từng chữ. Rồi sau đó họ bắt bẻ mình. Rồi đi con đường này, con đường bình thới đó bà con. Bên tay trái này hồi xưa là cái nhị tỳ Quảng Đông đó bà con. Con đường này đường Lãnh Bình Thăng. Ta đang đi con đường Bình Thới. Ở đây hồi xưa có chạy lính đó, mà con ba Michael thấy đây có nhiều cái, bây giờ thì nó giống như là cái kho hàng vậy đó. Nhưng mà ba Michael nhìn thấy kiến trúc này nó giống như hồi xưa chạy lính vậy bà con. À, giống như ở đây nè, cái cổng này là cái cổng quân đội nè bà con. Mà bây giờ là không phải quân đội nữa. Nhưng mà nhìn cái cổng này là y chang như là cổng quân đội vậy đó. Ngay ngã ba này bà con, hồi xưa không biết ở đây nó có cái chốt gì không. Cổng đó là cổng của doanh trại quân đội á. Đây là nhà máy Sinco nè, hãng Sinco này là chế tạo máy may nè. Rồi tới đây nè, hồi xưa là trước năm 75 là tòa hành chánh quận 11.
bây giờ là ủy ban quận 11. Đấy, đây đây hồi xưa là tòa hành chánh quận 11 nha bà con. Kế bên tòa hành chánh này là có cái xã trường Bình Thới đây nè. Buổi tối là phần bà con có thấy không, người dân người ta bán cà phê với lại đồ ăn không ạ. Đây, khu này hồi xưa là khu xã trường Bình Thới. Ở đây có cái thánh thức trung minh của đạo Cao Đài. Cái hội thánh trung minh này là của hội thánh mà truyền giáo Cao Đài nha bà con. Ở đạo Cao Đài có nhiều chi phái lắm. Bữa nào có dịp bà Michael sẽ phân biệt cho bà con cô bác hết biết. Rồi đây là đường Lạc Long Quân, hẻm 161 Lạc Long Quân. Ở đây là cái con hẻm mà nó giống như con đường nha bà con. Ở đây là phường 3, quận 11. Hôm nay là chiều cường ngập nước đó bà con. Ba mẹ cậu tính đi quay phim á, chiều cường ngập nước á, mà cuối cùng cái ba mẹ cậu nói thôi giờ chạy qua tới bên quận 7 nhà bè xa quá. Chết cha, mưa rồi bà con. Cái máy này ba mẹ cậu quay ban đêm không có được. Giờ sao ta? Trường này trường Nguyễn Văn Phú nè. Thấy có con học cực quá bà con. Có tiền cho nó vô mấy cái trường tư thục thì lại không có học thêm, không có học đồ gì hết, học ở trong trường xong về nhà nghỉ ngơi. Mà học mấy cái trường công đó bà con, xin thưa bà con cô bác, phụ huynh là phải ôm con đi học thêm nữa nha bà con, mệt lắm. Ta mày còn thấy mấy cái trường quốc tế hay là trường tư gì đó là học xong về nhà, đến giờ học xong về nhà. Nên giờ có tiền đó cho. Thế còn không hiểu sao á, cũng là một trường mà tại sao mà người ta quốc tế người ta cho học bình thường thôi, rồi sao mình lại trời ơi, cho trà mưa lớn nè. Thôi bà con cô bác để kiếm chỗ nào đó. Ô, cái máy này không có tập mưa được. Đó, kiếm cái chỗ nào đây? Kiếm cái chỗ nào? Quẹo vô.